Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nghị quyết Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028 và là năm đánh giá kết quả triển khai nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024 của đoàn các đại học, trường đại học, học viện cao đẳng trung cấp trực thuộc thành đoàn. Với tinh thần đoàn kết đổi mới, bám sát chủ đề công tác hàng năm và năm học, tập thể cán bộ đoàn hội, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh thành phố đã nỗ lực đạt được những kết quả hết sức nổi bật trong năm học vừa qua. Công tác giáo dục tiếp tục được đầu tư. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn hội thực hiện khá nghiêm túc, đưa các nội dung học tập và làm theo Bác gần gũi với việc rèn luyện thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, sinh viên. Trong năm học đã có 55 điển hình của khu vực trường học được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành, 6.067 điển hình được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp cơ sở. Các không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong khu vực trường học tiếp tục được hình thành, duy trì, phát huy với 36 không gian trực tiếp và 31 không gian trực tuyến, giúp đoàn viên thanh niên khu vực có điều kiện tìm hiểu, học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như góp phần đẩy mạnh sinh hoạt chính trị trong tổ chức cơ sở đoàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được kiên trì thực hiện, một số đơn vị có sự đổi mới về giải pháp, mở rộng diện tác động của các hoạt động. Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng thời đại lần thứ 11 năm 2024 đã có sự đổi mới về phương thức tổ chức, đầu tư tốt hơn về mặt công nghệ, thu hút sự tham gia của 59 đội tuyển, cùng với nhiều hội thi tìm hiểu tại cấp cơ sở và hoạt động của 54 câu lạc bộ lý luận trẻ cấp trường, tiếp tục là giải pháp hiệu quả để cung cấp thông tin, kiến thức, nâng cao khả năng lý luận hiệu quả cho cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên, trong đó có giảng viên, sinh viên. Các hoạt động khuyến khích đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên, sinh viên, hoạt động định hướng văn hóa thưởng thức được hầu hết các đơn vị triển khai tốt, kết nối nhiều đơn vị đồng hành. Mô hình chương trình âm nhạc dân tộc học đường tiếp tục được mở rộng quy mô. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh niên, sinh viên được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, sinh động. Đặc biệt là các hội thi thiết kế nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội. Một số mô hình tuyên truyền hiệu quả đã được triển khai, nhân rộng đến nhiều cơ sở đoàn ở các khu vực đối tượng và tỉnh bạn. Phát huy tốt chuyên môn của sinh viên các trường đào tạo chuyên ngành luật. Một trong những điểm sáng trong công tác giáo dục năm học vừa qua là đa dạng các mô hình, giải pháp, hoạt động, công trình gắn với mạng giáo dục truyền thống đã được tổ chức, thực hiện, thể hiện được chất sáng tạo của khu vực trong đưa lịch sử, truyền thống đến gần với bạn trẻ, tạo hiệu ứng tích cực. Nổi bật có thể kể đến như khánh thành hai công trình, không gian truyền thống phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn Gia Đình, Thành phố Hồ Chí Minh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình phục hồi di ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình hệ thống tra cứu thông tin mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố và các nghĩa trang khác trên địa bàn thành phố. Công tác đoàn và phong trào thanh niên của thành phố có những bước tiến rất mạnh mẽ, để lại những dấu ấn rất quan trọng trong suy nghĩ, trong nhận thức của đoàn viên thanh niên về hình ảnh của tổ chức đoàn. Các cái điểm nổi bật trải dài trên khắp các mảng hoạt động của đoàn, trong đó trọng tâm là công tác liên quan đến công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử và giáo dục pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên. Càng ngày có càng nhiều những cái mô hình giải pháp hay ở khắp các đơn vị mà mang tính điển hình cũng như là có thể nhân rộng trong khu vực. Hoạt động phong trào tiếp tục là điểm nổi bật, thể hiện được sự sôi nổi, sức sống, sức sáng tạo của thanh niên khu vực trường học. Các phong trào nhà giáo trẻ tiêu biểu, sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện tiếp tục tạo sự quan tâm, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chí, khẳng định hình ảnh và sức sống trong phong trào chung của thanh niên khu vực trường học cả nước. Từ các phong trào, vai trò của tổ chức đoàn hội nói riêng, của đoàn viên thanh niên sinh viên góp phần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy và học trong bối cảnh mới càng được khẳng định rõ nét. Thông qua triển khai phong trào, trong năm học qua đã có 62 sinh viên năm tốt cấp trung ương, 307 sinh viên năm tốt và 5 tập thể sinh viên năm tốt cấp thành phố, 4.929 sinh viên năm tốt cấp cơ sở, 35 gương học sinh ba rèn luyện Thành phố Hồ Chí Minh cấp thành phố. Phong trào tình nguyện, đặc biệt là các chương trình chiến dịch tình nguyện tiếp tục ghi dấu ấn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện chuyên môn và thu hút số lượng đoàn viên thanh niên tham gia cao hơn năm học trước, có sự đổi mới trong phương thức, gia tăng kết nối nguồn lực xã hội.
Trong đó phải kể đến các chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện đã và đang triển khai tại xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận và hoạt động tình nguyện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hoạt động tình nguyện thường xuyên được tăng cường, cùng với đó là sự phát triển của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trực thuộc hội sinh viên các cấp đã góp phần đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện của thanh niên sinh viên. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo cùng với các hoạt động đồng hành với đoàn viên thanh niên sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học có nhiều bước phát triển. Hơn 670 hoạt động, sân chơi học thuật chuyên ngành, liên trường, cuộc thi tay nghề, cuộc thi và giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp, cuộc thi sáng tạo, ý tưởng sáng tạo được tổ chức trong năm học qua. Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka đánh dấu cột mốc 25 lần tổ chức với hơn 1.200 đề tài của sinh viên cả nước tham gia và chất lượng các đề tài được đánh giá cao. Hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề lần thứ 15 với nhiều đổi mới và hoạt động bổ trợ. Một số hoạt động tiếp tục mời gọi các trường sinh viên quốc tế cùng tham gia như Diễn đàn Khoa học sinh viên quốc tế lần thứ 8. Năm học qua, đoàn hội các cấp đã kết nối được 29,3 tỷ đồng được hỗ trợ trao học bổng, giải thưởng cho học sinh sinh viên. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng nghề nghiệp tương lai, giới thiệu việc làm cho sinh viên năm cuối, trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cũng như các cuộc thi sân chơi khởi nghiệp, hỗ trợ ý tưởng dự án trong sinh viên năm học qua tiếp tục có sự khởi sắc. Hơn 20.000 lượt sinh viên tiếp cận các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm. Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố đã giới thiệu 23.480 đầu việc cho sinh viên. Gần 5.000 sinh viên thành phố có việc làm ổn định. Cấp cơ sở đã giới thiệu 44.485 việc làm cho sinh viên. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Startwheel năm 2023 có vai trò đồng tổ chức của Hội sinh viên Việt Nam thành phố đã thu hút 2.116 dự án trên 34 quốc gia tham gia. Năm học 2023-2024 thì rất là sôi nổi và đã đáp ứng được các nhu cầu của các bạn sinh viên trong học tập cũng như là trong đời sống tinh thần. Và đặc biệt là trong năm học vừa qua thì các cấp bộ hội luôn tiên phong để chuyển đổi số và tìm các giải pháp để thực hiện cái việc hoạt động gắn với chuyển đổi số trong năm học vừa qua. Công tác quốc tế thanh niên và các hoạt động hỗ trợ thanh niên sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng để hội nhập quốc tế. Hoạt động giao lưu quốc tế tiếp tục phát triển, tranh thủ được định hướng mở rộng hợp tác quốc tế và chiến lược phát triển của các trường. Thông qua đó tiếp tục định hình các giải pháp của đoàn hội trong xây dựng hình mẫu sinh viên thành phố, công dân toàn cầu. Lực lượng sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Lào và Campuchia đang học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng được kết nối tham gia nhiều hoạt động cùng thanh niên sinh viên thành phố. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi là một trong những tuyến hoạt động thu hút đông đảo thanh niên sinh viên tham gia nhất. Cấp thành tiếp tục mở rộng và tăng cường nhiều sân chơi quy mô như lễ hội thanh niên YouthFest lần thứ 4 năm 2024 với thông điệp thế hệ mới, thích ứng, kết nối và chia sẻ. Ngày hội sinh viên toàn quốc, ngày hội tân sinh viên, ngày hội sức trẻ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, liên hoan tiếng hát sinh viên toàn thành, chương trình âm nhạc dân tộc học đường, hội thao sinh viên thành phố và các giải thể thao sinh viên. Hoạt động chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt vào đầu năm học, dịp Tết Nguyên đán được duy trì, gia tăng nguồn lực kết nối với tổng nguồn lực là 18,3 tỷ đồng. Hội sinh viên Việt Nam thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội hội nghị cấp cơ sở đối với 61 trên 61 hội sinh viên Việt Nam các trường đại học, học viện cao đẳng trực thuộc. Tổ chức thành công đại hội đại biểu hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục được Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam thành phố quan tâm thực hiện. Cấp thành đã tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư đoàn trường đại học cao đẳng trung cấp và chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội sinh viên trường năm học 2023-2024. Cấp cơ sở tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đoàn hội mới nhận nhiệm vụ, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn khoa, chi đoàn, liên chi hội, chi hội. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới được chú trọng, bồi dưỡng và giới thiệu 4.278 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp và có 1.075 đoàn viên ưu tú được phát triển đảng. Dù trong bối cảnh còn nhiều thách thức, những khó khăn và hạn chế cần tiếp tục đầu tư giải pháp, nhưng những kết quả đạt được trong năm học 2023-2024 sẽ là động lực để cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, sinh viên khu vực đại học, cao đẳng, trung cấp tiếp tục vững tin bước vào năm học 2024-2025 với nhiều kỳ vọng, nhiều dấu ấn